gặp lại quý vị và các bạn trong kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu tới quý vị một dòng loa Agnot mà mang tên KB39U. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu tổng quan về chiếc loa này cho quý vị cùng xem quý vị nhé. Loa có công suất là 300W. Loa được tích hợp hai đường tiếng. Vỏ thùng loa thì khá là đặc biệt. E-căng được sơn vào màu trắng, làm nổi chữ của thương hiệu lên. Loa có hai đường tiếng, một đường bass ở phía dưới là loa bass 40cm, bên trên là loa chép, và mạch điều khiển của loa nằm ở phía trên. Và phía dưới đây có hai đường phản xạ âm bass ở phía dưới. Vỏ thùng của chiếc loa làm bằng chất liệu nhựa ABS tổng hợp, và loa được sơn một màu sơn đen, sơn bóng, màu sơn đen rất là đẹp. Và tiếp theo ở phía trên đây là mạch điều khiển để điều chỉnh, có các núm để điều chỉnh âm lượng cũng như là tinh chỉnh các âm sắc. Để điều chỉnh các đường mic này, mic bass trung chép của mic, đường echo và các đường nhạc, bass trung chép của nhạc và một volume tổng. Và phía dưới đây chúng ta có thể thấy mấy nút đây để điều chỉnh các chế độ các nguồn nhạc vào, ví dụ như nguồn cắm RCA hoặc là USB thẻ nhớ hoặc là Bluetooth, chúng ta điều chỉnh next hoặc tạm dừng ở phía trên. Có các đèn báo, đèn báo khi chúng ta cắm nguồn điện vào, pin đầy hay là pin đang ở chế độ thấp. Hai bên hông của loa KB39U có nhà sản xuất đã đưa ra hai chiếc móc treo để chúng ta tiện lợi khi mình để mic ở đây, khi mình di chuyển thì nó sẽ không rơi được. Và tất nhiên là hai chiếc mic này sẽ đi kèm theo với loa. Mic này thì sử dụng hai quả pin 1.5V, pin AA. Cái này thì mua ngoài thị trường rất là nhiều và dễ. Và tiếp theo đây là phía sau của chiếc loa KP39U. Đây là mạch điều khiển của loa. Mạch điều khiển cho chúng ta tiếp nhận thẻ nhớ hoặc USB cắm nhạc và cắm nguồn nhạc RCA hoa sen vào tín hiệu ra. Chiếc loa này được nhận hai đường mic. Và phía dưới đây chúng ta có thể thấy một đường cắm HDMI ra và tiếp nhận AV ra qua đường RCA. Và phía dưới đây là công tắc nguồn. Và nguồn của chiếc loa này tiếp nhận là nguồn 15V qua adapter cắm vào nguồn điện 220V. Hoặc là chúng ta có thể cắm bằng nguồn điện 12V qua các pin dự phòng hoặc là bình ắc quy. Và bây giờ tôi sẽ kết nối chiếc điện thoại với chiếc loa để tôi phát một bản nhạc trên chiếc loa này cho quý vị cùng nghe quý vị nhé. Vừa rồi tôi đã thử một đoạn nhạc cho quý vị nghe trên chiếc loa kéo KP39U với mức giá 4.690.000, thì đó là một mức giá rất là phù hợp cho quý vị có thể sử dụng cho nhiều việc như là việc nhỏ, tổ chức sinh nhật, sự kiện nhỏ chẳng hạn. Thì đối với tầm giá như thế này là quá là hợp lý phải không quý vị? Để đặt hàng qua chiếc loa này thì quý vị có thể truy cập vào trang web của Bảo Châu Elec qua trang website là www.bảochouelec.com hoặc là có thể gọi điện đặt hàng ngay qua số điện thoại 1900 0255 để đặt hàng quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo ạ. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ,